một trong những cách mà bé đã làm để thúc đẩy việc hình thành thói quen răng miệng đấy chính là thông qua những cái hoạt động vì cộng đồng của họ. Trong suốt hơn 20 năm qua, bé đã dạy cho hàng triệu trẻ em Việt Nam đánh răng đúng cách và đánh răng vào 2 lần mỗi buổi sáng và tối. Đây thực sự là một cái vấn đề vô cùng quan trọng, bởi mọi người có biết rằng là sâu răng luôn là cái vấn đề số 1 khiến các trẻ không thể đến trường, và mình nghĩ là chúng mình cần phải cùng nhau ngăn chặn sâu răng. Mình rất là vui khi mà thời gian vừa qua được đồng hành cùng với sứ mệnh của BS.